hầm hố, hiện đại, trẻ trung, Mitsubishi X-Force 2024 không những đẹp mà còn rất rẻ. Bên ngoài tương lai, bên trong sang trọng, công nghệ lại là những ngôn từ dùng cho dòng xe này. Với đèn chiếu sáng phía trước sử dụng LED được thiết kế theo dạng chữ T, T-shape, kết hợp kiểu phân tầng là điểm đặc trưng giúp tăng độ nhận diện thương hiệu cho dòng xe này. Với đó là giải đèn LED ban ngày tạo hình chữ L kết hợp với các đường cắt phát sáng theo hình chữ T rất đặc trưng. Khi sử dụng công nghệ đèn LED theo xe, các khách hàng cảm thấy khá tối với đèn gầm thấp yếu gần như không hỗ trợ được ánh sáng. Đây là điều các khách hàng cảm thấy không an toàn. Và hôm nay, Phân Auto nhận nâng cấp đèn cho dòng xe X-Force 2024 này với công trình như thế nào, dòng này ra sao, hãy cùng với anh review tham khảo bác nhé. Được biết đến là đơn vị làm những video chi tiết nhất cho các dòng xe, độ đèn xe cũng như là lắp được đồ chơi ô tô. Và video này cũng như vậy. Ban đầu chúng ta sẽ tháo mặt meca, mặt ca lăng ra và đèn ra, sau đó phủ chống xước cho mặt kính và cho vào lò hấp. Quy trình này sẽ làm mềm keo và cho mặt meca ra khỏi củ đèn. Bên trong đèn có mặt ốp bên ngoài tạo vẻ đẹp cho đèn. Phần giữa là hệ thống LED tạo đẹp màu trắng. Và hệ thống LED này sử dụng cho cả xi nhan. Cuối cùng là hệ thống đèn LED được chia hai phần chính, dùng cốt và dùng pha. Vì là đèn LED nguyên bản theo xe nên nó khá nhẹ. Với các mắt LED thiết kế cũng rất là khá cầu kỳ, nhưng công suất yếu, ánh sáng trắng không sử dụng được ở môi trường nước ta như mưa đêm, sương mù hay đi vào những con đường nhỏ ngoằn nghèo. Bộ đèn LED này ta cất đi và thay vào đó là cái bộ đèn LED mới với bát zin, với bộ đèn sử dụng là dòng đèn 1.8 inch X-Line F+ Ultra có mắt chip LED là 6+3, có công suất cốt là 45W, khi pha lên là 55W, một diod laser của Nhật là 10W, nhiệt màu là 5000 tới 5500K và cường độ ánh sáng là 8500 lux. Với những số này thì đảm bảo cho một ánh sáng rất hoàn hảo, đúng không ạ? Việc căn chỉnh sử dụng hai thiết bị, một mặt căn chỉnh và một đèn laser ngang. Việc căn chỉnh này khá quan trọng khi tạo tâm đèn cố định một điểm. Vì hai đèn sử dụng cả pha và cốt liên tục nên sẽ căn chỉnh ánh sáng tạo thành hình bậc thang liền nhau. Quá trình tiếp theo là làm sạch bên trong đèn. Quan trọng nhất trong quá trình này chính là làm sạch. Ốp các mặt giữa nguyên bản vào và sau đó cho lớp lần thứ hai. Kẹp giữa mặt meca cho khô, keo và lắp đặt cho xe được rồi. Phần điện khi nâng cấp đèn là hệ thống dây cắm rắc riêng hoàn toàn. Điều này mang tới sự an tâm tuyệt đối với những khách hàng muốn tìm hiểu về cái nâng cấp dây của đèn xe ô tô, đúng không ạ? Quá trình lắp lại đèn, lắp lại ốp mặt ca lăng là hoàn thiện xong quá trình độ đèn cho dòng xe Mitsubishi X-Force 2024 được rồi. Về cảm quan thẩm mỹ, đèn 1.8 inch nâng cấp gần giống như hoàn toàn với cái đèn LED cũ của xe. Thẩm mỹ y chang. Nếu như các khách hàng muốn có thể thêm mắt quỷ đổi màu để có thể vừa là phong thủy vừa là khỏe khoắn hơn cho xe của chúng ta. Và cuối cùng là điều mong chờ nhất, ánh sáng hoàn hảo với hai Dolby F cộng có mắt laser. Khi sử dụng ánh sáng cốt, cả hai pha cốt đều sáng. Khi pha, cả pha và cốt đều sáng nên ánh sáng luôn luôn song hành nhau, tạo nên vạch cắt đều và rất là đậm. Nhiệt màu sử dụng nên sử dụng là 5000K, 5500K hoặc 6000K đều phù hợp môi trường Nota. Khi nhận xe thì bác hàng rất vui vẻ khi mà cải thiện ánh sáng tốt như vậy mà không làm thay đổi kết cấu của đèn xe. Cảm ơn các bác và chúc bác vạn dặm bình an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Phân Auto. Hãy cho Phân Auto một like, một comment, một sub, bật chuông để có những video hay nữa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.